không cần đâu nha. Ok. Tôi tên là anh Mạnh, tôi ở địa chỉ Cao Sơn, xã Buôn Chóa, Rông Nô, và tôi có dùng loại thuốc mà diệt cỏ lông lợn và ba sang gan này, và tôi thấy hiệu quả hơn các loại tôi ngày như ngày xưa tôi xịt 2,4D là nó có ảnh hưởng lúa. Bây giờ tôi dùng thí nghiệm cái loại thuốc này của anh Tuấn mà đưa công ty xuống cho tôi xịt thử, tôi thấy rất hiệu quả hơn hay là hơn 2,4D. Anh sử dụng lúc bao nhiêu ngày anh? Cái thuốc này tôi sử dụng tầm cái lúa tôi được là 40 ngày. À, cái lúa cỏ với lúa là nó ngang nhau mà tôi vẫn xịt. Cái lúa cỏ là ra hoa vẫn thấy chết. Hiệu quả. Và xịt không ảnh hưởng lúa. Và khoảng bao chết khoảng bao nhiêu phần trăm anh? Cái này theo tôi thì nó gần 100%.